để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Người Mèo Ơn Đảng, qua phần biểu diễn của bạn Bùi Quý Trá tới từ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Xin quý vị hãy cùng trao một tràng pháo tay cho bạn.